quý vị đang đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Quý vị đang theo dõi Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng vào lúc 13 giờ 15 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và ngày hôm nay tôi rất là háo hức chờ đợi phần xuất hiện của nhân vật khách mời. Bởi vì sao ạ? Khách mời ngày hôm nay của chúng ta là một thần tượng. Wow, thần tượng của chính tôi luôn. Cũng có một cái tên gần giống với tôi. Nhưng trước hết chúng ta hãy cùng gặp gỡ và làm quen với bạn fan may mắn ngày hôm nay. Xin mời. Em xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Huy. Em tên là Thảo Thảo. Hiện tại thì em làm nhân viên văn phòng. Và hôm nay em rất là hồi hộp. Em hồi hộp đến gặp anh Huy đúng không? Dạ. Anh Huy. Em rất là muốn gặp anh luôn. Cũng rất là muốn gặp anh dạ, luôn. Dạ, em biết anh ở đây là em rất là gặp. Dạ, ngày hôm nay em rất là may mắn khi mà em được gặp anh. Dạ. Nhầm, em gặp thần tượng của mình. Thì anh cũng đang rất là vui và rất là háo hức giống như em vậy. Thần tượng của hai đứa mình sẽ xuất hiện trên sân khấu ngay bây giờ. Không để cho mọi người chờ đợi lâu nữa. Đó chính là ca sĩ Lâm Trấn Huy. Quen phút chốc nghe lòng yêu mến, em xinh tươi hồn nhiên tuổi trăng tròn, tiếng nói trong như suối hòa, ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Mùa đông đang tàn phai, mùa xuân đang tìm đến, tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vui cười thật vui, nàng chân người ta tiến bước nghe lòng tan nát. Em mang theo tình tôi bước theo chồng, nuốt đắng nghe đau nhói lòng. Ngày tháng tình chết theo người. Và chúng ta đang cùng chào đón ca sĩ Lâm Trấn Huy. Xin chào quý vị khán giả chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào đón anh Lâm Trấn Huy đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu phần đầu tiên, đó chính là phần trò chuyện cùng nhân vật. Xin mời. Và chúng ta đang cùng có mặt tại phần đầu tiên của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Trước tiên thì cũng muốn nghe cảm xúc của Thảo khi mà ngày hôm nay được gặp gỡ Lâm Trấn Huy thì như thế nào? Thật sự là em rất là hồi hộp luôn á. Hồi nhỏ xíu á là chị của em là rất là hâm mộ anh Lâm Trấn Huy, cứ mở nhạc hoài à, xong em nghe từ nhỏ mà ngắm cho tới lớn luôn. Nên là ngày hôm nay mà em gặp được anh Lâm Trấn Huy kiểu em rất là thích luôn. Nói chung là đại diện cho chị mình đi. Dạ, nhưng quan rồi. Trọng hơn hết là em đại diện cho những bạn fan khác của Lâm Trấn Huy đến đây để có thể đưa ra những câu hỏi. Dạ. Nhưng trước hết anh ơi, mình phải hứa với bạn là mình sẽ trả lời thật 100%. Đó. Ok.
Cảm ơn em nha. Dạ. Ảnh ok là ok đó. Dạ em tin tưởng anh. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đưa ra những câu hỏi. Xin mời em. Gần đây thì em thấy anh có ra cái bài mới là Đời mà ai không dặm gai. Dặm gai đúng rồi. Thì em nghe bài đó em rất là thích. Tại vì những cái ca từ rất là đời, hát cũng rất là đời, thấm thía lắm. Thì trong cái quá trình kiểu anh làm nghề nè, rồi trong cuộc sống nè, thì không biết là anh đã trải qua những cái lần dẫm gai đó như thế nào. Anh có thể chia sẻ cho em với lại mọi người cùng biết. Thật lòng thì là cái chuyện này là Huy chưa nói với ai ngoài gia đình. Thì hôm nay là em và em trai và tất cả quý vị. Khi mà một con người chúng ta khi đã thành công, thường thường có rất là nhiều cái cám dỗ. Và Huy là không ngoại lệ. Và chính anh là cái người mà cũng có một sai lầm. Khi mình có tiền rồi thì sẽ sinh ra có một cái vấn đề, đó là thường đi chơi với bạn bè đó, rồi lại sinh nhật tiệc tùng. Rồi cũng có khi mình vướng vào một vài cái vấn đề nó hơi tế nhị. Yeah. Chỉ có là mấy cái rượu chè thôi, rồi làm bố mẹ buồn, rồi khi bố mẹ buồn thì lại làm mình cũng buồn theo, một vài cái như vậy. Rồi thì anh mới suy nghĩ là chắc chắn là rất là nhiều người cũng giống như mình. Rồi thì Huy mới hát cái ca khúc đó là Đời mãi không dặm gai. Trong đời thì ai cũng có lỗi lầm cả, nhưng mà vấn đề mình nhận được ra lỗi lầm đó để mình quay đầu thì đó mới là cái điều tốt. Nếu quý vị nghe một lần thì quý vị sẽ cảm nhận được, đặc biệt là các bạn trẻ nha. Khi mà nghe rồi thì sẽ không vấp phải một cái lỗi lầm như vậy nữa. Sau khi mà em nghe anh Huy chia sẻ về những cái vấp ngã mà anh đã từng gặp phải thì em cảm thấy là rất là cảm thông cho anh. Tại vì em thấy mỗi người trong cuộc sống á, người ta cũng không có mong muốn là những cái điều không tốt đẹp xảy ra trong cuộc đời mình. Nhưng mà nếu mà nó đã xảy ra rồi mà mình có thể trải qua được nó thì em cũng rất là mừng cho anh. Và sau những cái trải nghiệm của anh đưa vào bài hát thì bài hát nó trở nên là cảm xúc hơn và nó truyền cảm hơn được với khán giả, đặc biệt là những người mà fan cứng như tụi em. Đời là chuỗi ngày dài miên man, ai có vinh quang mà chẳng trải qua cơ hàn, chịu được tủi nhục và gian nan vẫn bước đi lên dù cho bão giông. Ngày tháng quá khứ tôi sai, tôi xin làm lại cuộc đời, hà cớ chi gieo bao chua cay miệng đời nặng lời làm tổn thương, đưa tôi vào đường cùng, xin một lần để sửa sai được không. Em hỏi thêm một câu nữa, anh có làm những cái điều mà khác những cái người bình thường? Có khác thường lắm. Bởi vì nghệ sĩ thì người ta đi ngủ thì mình thức, mà người ta đi làm thì mình ngủ. Đó nó bị trái giờ lắm. Sống đến nghệ sĩ. Mà giờ thì đỡ hơn rồi. Có gia đình rồi thì khi mình có con rồi thì mình có trách nhiệm hơn. Và bây giờ mình muốn quay lại như ngày xưa cũng không được. Không biết là em bé hiện tại là bao nhiêu tuổi anh? Được 3 tuổi rưỡi. Anh đi diễn rất là nhiều, đi diễn tỉnh phải xa gia đình của mình á. Thì không biết là anh có cái cách nào để mà anh có thể kết nối với lại bà xã với con rồi để họ không thể kiểu nhớ anh nhiều á. Nếu mà gần thì được hai mẹ con đi luôn à. Cho con lên sân khấu luôn. Bởi vì thằng nhóc nó cũng hình như có máu của mình. Sao mê âm nhạc giống như bố đúng không ạ? Bố lên là cứ rinh tí nữa là nhảy lên à. Không biết là em còn muốn hỏi gì nữa không? Em hỏi một câu cuối nha. Thôi em cứ hỏi nhiều đi. Tại em sợ là mất thời gian của mọi không người sao thôi. Đâu em. Em cứ hỏi đi, thời gian của em còn dài lắm. Tại vì em nghe rất là nhiều bài của anh Huy. Em cảm thấy anh Huy hát rất là kiểu cảm xúc luôn á. Thì em không biết là trong những cái lúc mà anh hát những cái bài đó thì anh có suy nghĩ cái gì mà để anh có thể có nhiều cảm xúc đến như vậy không? Có chứ. Hát một ca khúc mà không có tình cảm là mọi người không cảm nhận được đâu. Dạ. Bởi vì những gì mà xuất phát từ trái tim thì sẽ mới chạm được đến với trái tim. Không giấu gì em là khi mình thể hiện một cái ca khúc về tình yêu thì mình phải nghĩ đến một cái mối tình nào đó, đắm mình vào luôn. Còn gần đây thì cũng có những ca khúc như là Tình Anh Em. Thì mình cũng nghĩ đến anh em thì mới ra được cái ca khúc đó. Nói chung là mình sống hết mình vì âm nhạc, hết mình vì ca khúc thì mới ra được cái sản phẩm như vậy. Em thấy trước đó thì anh Huy có những ca khúc về tình yêu, về chia tay người yêu, rồi bị người yêu bỏ. Anh yêu lì tình lắm. Nhưng mà khoảng thời gian gần đây thì anh đã có gia đình rồi, bắt đầu không hát về những cái tình yêu đẫm lệ như ngày xưa nữa. Có, sắp tới có một bài hay lắm. Liên quan đến tình yêu hả anh?
Dấu vơ để viết lấy cảm xúc ngày xưa. Là lấy cảm xúc ngày xưa lại. Nói giấu vợ vậy thôi chứ thực ra khi mà ra mắt ca khúc thì chắc chắn chị cũng biết đúng không ạ? Thủ thí vừa vài câu là chắc cũng ok. Hỏi đây, cô gái trong câu chuyện này là như thế nào? Là ai? Là người yêu cũ. Là người yêu cũ. Và mình sẽ thẳng thắn luôn chứ. Trong một cái phút chốc mình nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa. Cái ca khúc với tựa đề là Tội Thân Anh. Tội thân anh. Đôi lúc mình vẫn cứ dằn vặt mình có một cái nỗi nhớ. Nhưng mà nó chỉ là cái quá khứ ùa về một tí thôi. Nhưng mà mình dùng ngay cái cảm xúc đó để mình viết. Mình sống trọn cảm xúc đó. Thế nên mình viết được một cái bài hát rất là vừa ý. Đó. Bài này là anh tự viết luôn. Tội thân anh. Sau đó thì vợ cũng buồn một hai ngày. Thế là viết thêm một ca khúc nữa. Là hai ca khúc mà sắp tới phát hành. Đó là Khắp Nơi Có Em. Đúng là khắp nơi đều có vợ đó. Trời ơi. Anh tính toán hết rồi. Người ta sắp đặt hết rồi. Anh tình giấu nhưng mà thôi cuối cùng không giấu. Thôi cứ nói thật ra. Em thấy là anh Lâm Trung Huy có con rồi. Anh có bao giờ anh nghĩ là anh sẽ hát một cái bài viết hay là gì đó tặng cho con của mình không? Cũng có suy nghĩ đó. Nhưng mà chưa viết được cho con mà mới viết với hát được cho bố mẹ thôi. Còn con thì hôm nay em nói là anh cũng phải suy nghĩ đó. Biết đâu sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái ca khúc về cho con. Do ca sĩ Lâm Trấn Huy thể hiện đúng không ạ? Tại em thấy kiểu như là người nghệ sĩ trước đó mình có trải qua như thế nào, nhưng mà sau khi mà đã có gia đình rồi thì họ lúc nào cũng gọi là toàn tâm toàn ý cho gia đình, mà rất là coi như gia đình là trên hết luôn á. Đúng rồi. Cho nên là em cũng cảm nhận được ở anh Huy là một cái người đàn ông như vậy. Em cảm thấy rất là thích tính của anh Huy, là kiểu nhìn rất là chân thật, hiền lành, có thiện cảm. Em cũng hiền, vừa hiền vừa xinh nè. Hiện tại thì đây là một cô bé đang làm công việc văn phòng thôi. Thì không biết là em có cái đam mê gì không? Em có đi làm mẫu ảnh nè, với lại kiểu cũng mà có quay quảng cáo mấy cái nhỏ. Ok, hy vọng đủ duyên thì sẽ mời em tham gia một cái diễn viên nữ ở trong cái clip mới nhất của anh nhà. Trời ơi, còn gì bằng nữa. Quá tuyệt vời luôn á. Chúng ta đang cùng trò chuyện một cái khoảng thời gian nó không có quá dài của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao, nhưng mà nó cũng đủ để chúng ta có thể hiểu hơn về ca sĩ Lâm Trấn Huy là một người như thế nào. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài phút giải lao. Chúng ta sẽ gặp lại tại phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Xin chào mừng quý vị đang đến với phần 2 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và ngày hôm nay thì hai nhân vật khách mời của chúng ta sẽ phải đối đầu với nhau trong một thử thách rất là đơn giản thôi. Ở đây chúng ta có hai chai nước màu và nhiệm vụ của hai khách mời sẽ là ném chai này. Cái này là hên đó nè. Ai mà ném đứng được cái chai này thì sẽ được kéo chiếc ly màu đỏ này về khu vực của mình. Không cần biết thời gian dài bao lâu, chỉ cần biết chúng ta kéo được chiếc ly này về đến nhà của mình đầu tiên thì người đó sẽ giành chiến thắng. Anh đã rõ luật chơi chưa? Rồi, ok. Rồi, để em hỏi Thảo nha. Ngày hôm nay khi mà đối đầu với thần tượng của mình, cảm xúc của em như thế nào? Em áp lực lắm anh. Em cảm thấy gánh nặng trên vai. Gánh nặng trên vai hả? Yên tâm, anh nhường em đó. Rồi, bây giờ chưa biết ai là nhường ai đâu nha. Và hai người chơi đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng gì mà siêu quá vậy? Áp lực. Rồi nè. Mạnh mẽ lên, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, anh Huy đã sẵn sàng chưa? Yes. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đến với thử thách ngày hôm nay. Xin mời anh Huy ạ. Anh tiếp tục luôn, ai đứng thì người đó sẽ kéo một bước. Rồi, kéo một bước. Tiếp tục, ai đứng người đó kéo lên. Anh Huy đã đi được một bước về nhà của mình rồi. Và không biết là Thảo có thể tiếp tục ạ. Chiến này em ổn mà mọi chiến người ơi. Chiến này là em xong em rồi, Thảo ơi. Thảo ơi. Không, cái chai nó có vấn đề của em ta. Rồi, kéo về, đúng rồi. Tiếp tục. Rồi, kéo về. Đang bằng điểm nhau rồi mọi người ơi. Hay quá. Tiếp tục. Kéo về. Rồi, tới sáng mai luôn. Không sao, mọi người cứ tiếp tục đi à. Anh Huy, một bước nữa. Anh Huy, chưa được. Tiếp tục nào. Một bước nữa, cố lên anh ơi, còn hai bước nữa thôi. Thôi, chết cái trò chơi gì. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, tự tin, chiến thắng mọi người ơi. Em đừng làm anh rung. Tới sáng thật sự rồi mọi người ơi. Một bước nữa. Rồi, một bước nữa. Tôi chưa kịp thở luôn. Anh Huy, một bước nữa.
Tiếp tục và cố lên ạ. Tiếp tục và còn một bước nữa thôi Huy ơi. Cố lên Huy ơi. Một bước nữa Huy ơi. Một bước nữa. Ăn gian rồi. Ăn rồi, kéo về. Chỉ một bước duy nhất nữa thôi Huy ơi. Chỉ một bước duy nhất nữa thôi Huy ơi. Bước lên. Bước lên. Trời ơi. Trời ơi, tiếp tục. Đang rất là gây cấn luôn ạ. Gây cấn lắm luôn ạ. Vâng, lên cho chúng tôi một chiếc ly ạ. Gây cấn lắm luôn ạ. Trời ơi, mừng quá, mừng quá. Mừng quá. Trời ơi, điểm. Ơi, cứu tôi, cứu tôi. Lần đầu tiên có người thắng mà em cảm thấy vui như vậy. Mừng quá. Nếu như mà hai nhân vật này cứ kéo qua kéo lại chắc tới sáng luôn á mọi người. Và rất là may mắn khi mà anh Huy đã giành chiến thắng. Yeah, xin chúc mừng anh Huy. Yeah, xin chúc mừng anh rất. Okay. Yeah. Và bạn Thảo Thảo. Thì thua thì chúng ta sẽ cùng đến với một hình phạt nho nhỏ đến từ ca sĩ Lâm Trấn Huy. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một hình phạt nho nhỏ. Không biết là ngày hôm nay anh Lâm Trấn Huy muốn bạn ấy thực hiện điều gì? Em muốn lừa được không? Sao khó chắc vậy? Từ bình tĩnh. Em hát cải lương được không? Em nghe được chứ em hát không được. À ok. Nếu mà hát nhạc anh bình thường rồi. Em hát một bài của người khác. Hát không thì dễ quá. Bây giờ đứng một chân rồi hát. Còn một chân này hát này. Đúng rồi. Được không? Thì đó, mình làm gì thì mình phải có trách nhiệm. Thì kêu sao làm vậy thôi. Bây giờ anh hát bài gì nè? Em sẽ hát một bài rất là vui luôn, khuấy đảo cái chương trình ngày hôm nay luôn. Trời ơi, okay. Được. Yeah. Bài hát tên gì ạ? Chứ quên người yêu cũ. Quên người yêu cũ mà vui à? Vui chứ anh. Quên được người yêu cũ là cực kỳ vui nghe. Ok, rồi rồi. Cái này là quên người yêu cũ hay chưa quên người yêu cũ? Chưa quên mà. Đó là... Em rớt gì kìa? Rớt cái não kìa. Lịnh lên, gắn vô. Rồi, hát đi bé. Chưa quên người yêu cũ của Hà Nhi đúng không? Đúng vậy. Rồi, okay. Một chân hát vô. Bây giờ mình vô thẳng điệp khúc luôn đi. 2, 3. Đâu phải em muốn quên, là sẽ quên, là sẽ quên. Đâu phải mong hết đâu, là hay bắt quá. Đầu, là bắt đầu. Chỉ vì đôi khi yêu thương một ai, ta chẳng mong chờ nhận lại chi okay. Hết. Là em giấu đi. Đúng rồi. Chỉ là em giấu đi. Đâu phải yêu hết tâm. Người chứ. Gì đó. Người. Ok rồi em ạ. Quên lời rồi. Ok lắm. Thôi chấp nhận đi. Rồi được rồi em. Không biết là Thảo ngày hôm nay khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì sau những cái giây phút trò chuyện và chơi game cùng với thần tượng của mình thì em cảm thấy như thế nào? Đáng lẽ là hôm nay là chị em đi. Mẹ em biết là chị em đến gặp anh Huy á, em không cho, em ngăn cản lại. Ngăn cản lại. Đúng rồi, để em thay thế chị em để gặp anh Huy là em rất là vui, cực kỳ vui luôn. Dạ. Yeah. Nói chung là em giành giật cái cơ hội để đến đây đúng gặp anh Lâm Trấn Huy. Còn anh Huy khi mà anh đi diễn thì gặp rất là nhiều các bạn fan đúng không ạ? Nhưng mà để ngồi trò chuyện với một bạn fan mà yêu mến mình như vậy trong chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh cũng giống như em. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn anh Huy cũng như là bạn Thảo Thảo đã mang đến đây rất là nhiều niềm vui. Đến với Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được những phần quà nhỏ nhỏ đến từ chương trình. Đây. Dành tặng cho Thảo cảm một anh. Voucher và anh Lâm Trấn Huy một okay. Voucher khi đến với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã dành thời gian để ngồi trước màn ảnh nhỏ để cùng theo dõi chương trình cùng với chúng tôi. Và đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc đó chính là 13:15 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại. Hôm nay Huy rất là vui khi được gặp một người FC của mình rất là xinh, rất dễ thương. Xin được cảm ơn toàn thể quý vị khán giả đã ủng hộ cho Huy trong suốt 20 năm qua. Và Huy không biết nói gì hơn. Chúc tất cả quý vị có một cuộc sống thật mạnh khỏe, hạnh phúc bên cạnh bố mẹ và người thân của mình. Đã là thần tượng của em thì em cảm thấy anh Huy làm gì cũng tuyệt vời hết trơn á. Một cái điều mà tất cả fan đều mong muốn đó chính là mong anh Huy sẽ đi hát nhiều hơn, sẽ ra nhiều bài hát hay hơn nữa để khán giả có thể được tiếp cận gần hơn với anh.